6 lỗi sử dụng thuốc nhỏ mắt mà bạn có thể mắc phải. Lỗi thứ nhất, dùng thuốc nhỏ mắt quá hạn. Đa số các thuốc nhỏ mắt có hạn sử dụng từ 30 tới 60 ngày sau khi mở nắp. Nếu bạn sử dụng thuốc lâu hơn thời gian đó, tức là bạn đang sử dụng thuốc quá hạn sử dụng đó. Kiểm tra kỹ tờ hướng dẫn sử dụng nha. Lỗi thứ hai, để lọ thuốc chạm vào mắt. Mắt và khuôn mặt nói chung tiếp xúc với bụi bẩn và vi khuẩn hàng ngày. Nếu để lọ thuốc chạm vào mắt là bạn đã vô tình làm cho thuốc nhỏ mắt không còn vô khuẩn. Vì thế, thuốc nhỏ mắt có thể gây hại ngược lại cho mắt khi sử dụng sau này. Lỗi thứ ba, nhỏ quá nhiều trong một lần. Mắt của chúng ta thực ra chỉ chứa được khoảng 2 giọt nước nhỏ mắt một lần, nên nếu nhỏ liên tục nhiều hơn thì chỉ khiến thuốc nhỏ mắt chảy ra ngoài mà không có hiệu quả gì thêm. Lỗi thứ tư, dùng thuốc nhỏ mắt không phù hợp với kính áp tròng. Có một số loại thuốc nhỏ mắt dùng để chữa trị các bệnh lý mắt hoặc thuốc có thành phần gây co mạch sẽ không được sử dụng khi đeo kính áp tròng. Để chắc chắn, bạn nên kiểm tra xem loại thuốc nào là phù hợp. Lỗi thứ năm, thay đổi thuốc nhỏ mắt trong thời gian ngắn. Mỗi loại thuốc nhỏ mắt có một mức pH khác nhau và có thể khác với pH bình thường của mắt chúng ta. Khi mắt chưa thích ứng với môi trường pH mới, sẽ gây các cảm giác như là bị châm chích, nóng rát bên trong mắt. Hãy để cho mắt một vài ngày để tự điều chỉnh với môi trường pH trước khi chuyển qua loại khác nha. Lỗi thứ 6, tùy tiện sử dụng thuốc nhỏ mắt. Thuốc nhỏ mắt có các loại khác nhau, do tùy từng vấn đề về mắt. Bạn phải hiểu mắt mình đang gặp vấn đề gì để sử dụng đúng loại thuốc. Sử dụng sai không những không có tác dụng mà nó còn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của mắt nữa đó. Tại Pharma City có các sản phẩm dung dịch nhỏ mắt cho tùy các nhu cầu của bạn, như là dung dịch Dry Eye giúp cải thiện tình trạng khô mắt và mệt mỏi ở mắt, Cooling and Soothing làm mát và dịu mắt tức thì, dòng Anti-Pollution sẽ có tác dụng làm dịu đôi mắt bị kích ứng và ngứa do ô nhiễm nè, khói bụi hoặc là dị ứng. Bạn có thể cân nhắc một trong ba sản phẩm trên nha. Pharma City kính chúc mọi người thật nhiều sức khỏe. Thank you.